Từ đằng trước cửa của trung tâm đền thánh đây mới khánh thành ngày hôm nay 6 tây tháng 2 2022, chúng ta tiến vào phía trong trung tâm thì tượng Đức Mẹ La Vang đứng sừng sững ngay bên trong đằng trước cửa của trung tâm. Và bức tượng này được biết là cũng do gia đình của giáo sư Hoàng Văn Thuận tại Việt Nam kính tặng.